Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Dân oan kêu thảm thiết trước nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bài viết được đăng trên trang Facebook Đoàn Thanh Giang. Lúc 6 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2018, những người dân oan các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Định, An Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Thái Bình, Bình Thuận cùng biểu tình trước nhà riêng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Số 11, chùa Một Cột, Ba Đình, Hà Nội. Dân oan, kêu cứu, yêu cầu Thủ tướng giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, đồng thời tố cáo quan tham chính quyền địa phương, tham nhũng cướp đất, đập phá tanh bành nhà cửa dân oan. Ra Trung ương kêu oan, kêu cứu từ đầu năm 2017 đến nay, nhưng Trung ương cứ kéo dài việc giải quyết. Cho đến giờ phút này, chỉ còn 240 giờ đồng hồ nữa là đến ngày 1 Tết cổ truyền Việt Nam, nhưng tiếng kêu oan, kêu cứu của những người dân oan các tỉnh vang dội khắp Hà Nội. Còn các quan chức trung ương vẫn vô cảm trước nỗi đau của người dân. Đang kêu cứu trước cổng nhà riêng của Thủ tướng Chính phủ thì bị lực lượng sai nha của Thủ tướng ngăn chặn, đuổi dân oan ra khỏi khu vực. Không biết số phận những người dân oan sẽ đi đâu, về đâu. Chứng cứ thiết thực, chứng cứ mới
quý thính giả, những năm gần đây tại Việt Nam, những trận mưa, bão lũ, mệnh danh lịch sử ngày càng nhiều và cường độ khốc liệt phá vỡ những kỷ lục mới. Mọi người có nhận xét rằng lòng dân ai oán, bị cực, bần hàn bởi áp bức bất công do chế độ Cộng sản Việt Nam gây ra đã thấu tận đến trời cao. Trời cao đang báo oán chế độ phi nhân Cộng sản. Mời quý thính giả theo dõi chương mục Người dân tự quyết tuần này với tựa đề Trời Chu Đất Diệt hoặc chế độ hung tàn bạo ngược của Lý Trần Công. Sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Những trận mưa như rút nước xuống Hà Nội và Thành Hồ mấy ngày gần đây đã góp phần rửa sạch lớp son phấn mang tên kinh tế phát triển nhanh và bền vững mà chế độ Cộng sản Việt Nam thường rêu rao mị dân qua những phương tiện truyền thông của Đảng. Suốt 10 năm qua, thành phố mang tên Hồ đã đầu tư 68.000 tỷ đồng tiền chống ngập cùng với sự chịu đựng của người dân là lô cốt, kẹt xe, khói bụi mấy năm trời. Nay đã trôi theo dòng nước cống. Bình quân mỗi năm chỉ riêng chi phí dọn rác, nạo vét cống, vận hành trạm bơm, đã tốn hơn 120 tỷ đồng. Các điểm ngập cục bộ đã không còn. Thay vào đó, chỉ còn một điểm ngập duy nhất, đó là ngập toàn thành phố. Cho đến nay, người dân vẫn đang vừa lội nước vừa phải gánh nợ khoảng 4.250 tỷ đồng mỗi năm để chi trả nợ gốc và lãi vay cho các dự án trên. Trong khi đó, chẳng biết năng lực của giám đốc công ty thoát nước đô thị Thành Hồ đến đâu, nhưng chỉ trong năm 2013, ông Nguyễn Quốc Thái, bí thư đảng ủy kiêm giám đốc công ty thoát nước đô thị Thành Hồ, đã có mức lương cao ngất ngưỡng 2,6 tỷ đồng một năm, tức là hơn 200 triệu đồng mỗi tháng. Phó giám đốc bà Lê Thị Anh Hồng, 969 triệu đồng một năm. Chủ tịch hội đồng thành viên bà Phạm Quang Minh Thủy, lương 1,6 tỷ đồng một năm. Kế toán trưởng Nguyễn Thị Điệp, lương 1,67 tỷ đồng một năm. Trong khi đó, lương bình quân người lao động tại công ty này là 5,4 triệu đồng mỗi tháng. Rõ ràng người dân đang đóng thuế nuôi những kẻ bất tài vô tướng, ngồi địa vị cao. Bây giờ, chính người dân đang nhận lại hậu quả gây ra bởi những kẻ lãnh đạo, tham nhũng thì nhanh, làm việc thì như mèo mửa. Đến khi nào thì mỗi chúng ta mới mạnh dạn đặt câu hỏi rằng, tiền chúng ta đóng thuế cho nhà nước và Đảng Cộng sản, họ đã phục vụ chúng ta được những gì? Cộng sản Việt Nam thường hô hào rằng, họ là chế độ vì dân, do dân. Nhưng thử hỏi họ đã lo gì cho dân? Bệnh viện quá tải 2-3 bệnh nhân một giường, nằm dưới gầm giường, nằm ngoài hành lang. Nhưng nhà nước Cộng sản đã cải tiến thế nào? Ngược lại, họ đua nhau xây khách sạn, khu nghỉ mát, chung cư cao cấp, cà phê tươi mát, nhà hàng bia ôm, để thu lợi nhuận và góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội. Còn bệnh nhân qua đời thì bó chiếu bỏ lên xe máy trở về nhà, vì xe cứu thương bệnh viện chỉ phục vụ người có tiền mà thôi. Bao nhiêu trẻ em chẳng được đến trường, phải nghỉ học vì gia cảnh quá nghèo khó, bao nhiêu trường học dột nát không được sửa chữa. Vì không có cầu để đến trường cho an toàn, nhiều em phải đu dây vượt sông qua suối, hết sức nguy hiểm. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thu thuế dân mà họ không ngó ngàng gì đến sinh mạng của những trẻ em ở những vùng khó khăn ở nhiều nơi. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để xây tượng đài Hồ Chí Minh, kẻ mà thế giới liệt vào hàng tội phạm giết người hàng loạt. Dù thực phẩm bẩn chứa độc tố, đa phần xuất xứ từ Trung Cộng, đã tràn lan khắp nước, Cộng sản Việt Nam chẳng làm gì để ngăn chặn, nhưng họ còn âm thầm tiếp tay với giới gian thương Trung Cộng, tiếp tục nhập hàng ồ ạt vào Việt Nam, rước hẳn thần chết Formosa vào để đầu độc người dân cách trực tiếp, gây ra thảm nạn môi trường làm điêu đứng hàng triệu người dân miền Trung. Việc công ty thoát nước ở các đô thị lớn như ở Hà Nội, Sài Gòn không hoàn thành nhiệm vụ theo như tên gọi của họ, để nước ứ động lênh láng gây ngập lụt nhà dân mỗi khi có mưa, âu cũng là dấu hiệu của sự bệ rạc thối nát tận cùng của một chế độ độc tài đảng trị, bè phái, tham nhũng, bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, gấp trăm lần thực dân phong kiến xưa. Nhiều quan chức cơ hội đang mơ những số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng sẽ được chi ra cho những dự án thoát nước chống ngập mới trong tương lai, và họ đang ngồi cầu mưa, mặc cho dân tình khốn khổ trong dòng nước hôi thối, rác rưởi, ô nhiễm và mang mầm bệnh, vân vân. Người dân hôm nay đang gánh chịu hàng ngàn loại thuế, phí ngày càng tăng. Nhưng ngân sách nhà nước luôn bị thâm thủng nặng nề. Tại sao người dân không tự hỏi, tiền thuế của chúng tôi, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tiêu xài như thế nào?
10 phần thì người dân chỉ hưởng được 2-3 phần. Số còn lại đã chạy vào túi ai? Chưa hết, nợ nước ngoài mỗi đầu người đang phải gánh chịu hàng triệu đồng. 90 triệu dân mang công mắc nợ thay cho đảng và nhà nước. Dân đã đóng thuế rồi, lại còn phải gánh nợ. Vậy người dân có cần thiết phải tiếp tục đóng thuế cho một chế độ chỉ đàn áp, bóc lột dân chúng và cấu kết với giặc tàu phương Bắc để bán nước cầu Vinh nữa không? Thế nước đang lên, được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà toàn dân Việt Nam cần thực hiện phương pháp bất tuân dân sự, không hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với kẻ cầm quyền hiện nay. Bắc Kỳ bỗng hóa ruộng sâu, sẽ chẳng còn bao lâu. Lúc đó thây ma trong cái lăng Ba Đình thối rữa trong biển nước cũng sẽ là ngày báo hiệu suy tàn và cáo chung của Cộng sản Việt Nam.